Xin kính chào khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin buổi sáng. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 6 tháng 2 năm 2022 và sau đây là phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin tức ngày hôm nay thì nổ súng trong nhà thờ ở Colorado, một người chết và hai người bị thương. Kẻ bắn chết một phụ nữ và làm bị thương hai người khác trong một nhà thờ ở tại thành phố là Aurora, Colorado và tối ngày thứ Sáu ngày 4 tháng 2 có quen biết ít nhất là một trong số các nạn nhân, theo nguồn tin của cảnh sát thành phố cho hay. Theo bản tin của CNN, phát ngôn viên của Matthew Longsor của Sở Cảnh sát Aurora nói rằng tin tức về mối quan hệ giữa nghi can và nạn nhân sẽ không được tiết lộ trong lúc này. Tuy nhiên, chúng tôi có thể xác nhận đây không phải là một vụ nổ súng ngẫu nhiên. Vụ nổ súng trong nhà thờ của Alicia Faro de Luz xảy ra vào khoảng 8 giờ tối theo các bản tuyết gửi ra của Sở Cảnh sát thành phố Aurora cho hay. Cảnh sát nói rằng lúc đó có khoảng từ 15 đến 20 người đang dự lễ cầu nguyện thì súng nổ. Bản thông cáo của cảnh sát cho biết khi mà nhân viên công lực đến nhà thờ thì thấy một phụ nữ 36 tuổi, một người đàn ông 42 tuổi và một người đàn ông 40 tuổi bị trúng đạn Người phụ nữ chết tại hiện trường, hai người đàn ông kia được chở vào bệnh viện Theo giới hữu trách, ngoài ra còn có một số người khác Tuy không bị trúng đạn nhưng cũng đưa vào bệnh viện do có vấn đề về y tế Cảnh sát đã thu thập tin tức về kẻ có thể nghi là nổ súng Và đang điều tra để xác nhận danh tính của người ngành này Theo phát ngôn của sở cảnh sát Lonsor, nghi can đã bỏ trốn trước khi cảnh sát tới hiện trường liên quan đến phần tin khác thì nhân viên của home depot bị bắt vì tráo tiền giả lấy tiền thật nhiều năm một nhân viên ở home depot ở temple arizona thì đang bị truy tố tội liên bang sau khi bị cáo buộc liên tục lấy tiền mặt của cửa hàng này rồi thay tiền giả vào để đi gửi ngân hàng. Theo thông cáo báo chí của Sở Mật vụ Hoa Kỳ, vào hôm thứ Sáu ngày 4 tháng 2, đặc vụ ở tại Phoenix bắt ông Arian Jean Pineda, nhân viên phụ trách đếm tiền mặt của cửa hàng này để đem đi gửi ngân hàng. Ông Pineda bị cáo buộc mua tiền giả từ Amazon, tráo tiền giả lấy tiền thật của cửa hàng rồi cho vô bao để gửi cho ngân hàng theo đơn truy tố hình sự. Trong buổi thẩm vấn với đặc vụ, ông Pineda đã thú nhận việc tráo tiền giả lấy tiền thật. Từ tháng Giêng năm 2018 đến tháng Giêng năm 2022, cửa hàng Home Depot đã mất 387.000 Mỹ Kim do số tiền giả gửi ngân hàng đó. À, đặt vụ tịch thu 5.000 tiền giả và 5.300 Mỹ Kim tiền thật trong lúc bắt ông Pineda tại cửa hàng này. US loan báo, khi mà lục soát nhà của ông ta đặt vụ tìm thấy thêm 22.000 Mỹ Kim tiền thật, và ông Pineda được thả ra sau khi cam kết ra hầu tòa và theo lịch là sẽ ra tòa vào thứ hai tuần tới, theo hồ sơ của tòa án. Liên quan đến phần tin khác, thì hai chiếc xe tông đối đầu ở Fresno ít nhất là 5 người thiệt mạng. Hai chiếc xe hơi tông đối đầu nhau gần Table Mountain Casino ở Fresno County, California vào sáng sớm ngày 5 tháng 2 đã khiến ít nhất là 5 người thiệt mạng. Theo nhật báo Fresno Bee, dẫn lời của cảnh sát tiểu bang California cho hay, Vụ tông xảy ra vào khoảng 4 giờ rưỡi sáng trên đường là Milton, gần đường Marina Drive và có lẽ tài xế là một trong hai chiếc xe này đang say rượu. Lúc đó, chiếc Hyundai Accent màu xám chở bốn người đang chạy về hướng Tây trên đường Millerton. Ông Mike Salas, là phát ngôn viên của CHP, cho biết nhà điều tra tin rằng chiếc xe này băng qua vạch đôi màu vàng, lấn sang làng đường đối diện rồi tông thẳng xe Honda Accord màu trắng. Cả bốn người trên chiếc xe Hyundai đã chết tại chỗ. Ông Salas cho hay tất cả nam có lẽ là cư dân của Fresno County. Một người trên chiếc xe Honda cũng đã thiệt mạng. Lính cứu hỏa của vùng kềm thủy lực cắt đứt mua xe của chiếc Honda để cứu tài xế và một người khác đi chung xe. Cả hai đã bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện Community Regional Medical Center of Fresno. Nhà điều tra tin rằng chiếc xe Hyundai có lẽ là tài xế đã say rượu và theo lời của cảnh sát, thì không rõ là có thể không biết ai trên trước hình đây này đeo dây an toàn hay không cho nên càng bị thương nghiêm trọng hơn. Và liên quan đến phần tin khác thì luật sư của Michael Avenatti bị kết tội lừa đảo trong vụ án là Stormy Daniels nên đến từ New York. Luật sư Michael Avenatti vào hôm thứ Sáu ngày 4 tháng 2 đã bị bồi thẩm đoàn liên bang ở Manhattan kết tội lừa thân chủ của ông, nữ tài tử phim X là Stormy Daniel gần 300.000 Mỹ Kim. À, phán quyết được đưa ra sau khoảng 15 giờ tranh luận của bồi thẩm đoàn trong 3 ngày, ông Avenati sẽ phải đối mặt với 20 năm tù cho tội danh lừa đảo và 2 năm cho tội đánh cắp danh tính trầm trọng. Ông được yêu cầu trình diện trước chính quyền ở California trước 5 giờ chiều ngày 7 tháng 2.Trả lời cuộc phỏng vấn của Forbes Business, ông Avenati nói ông thất vọng về phán quyết này. Và theo công tố viên của liên bang, ông Avenatti đã thuyết phục được người đại diện của bà Daniels gửi cho ông gần 300.000 Mỹ Kim tiền nhuận bút từ nhà xuất bản hồi ký, đáng lẽ là phải giao cho bà. Mặt khác thì ông khai rằng chính bà Daniels, ngôi sao phim X có tên là Stephanie Clifford đã đồng ý đưa cho ông một phần tiền nhuận bút, đổi lại ông sẽ đại diện cho bà trong vụ án về quan hệ tình ái với cựu tổng thống Donald Trump. Trong phiên tòa ông Avenatti tự đứng ra biện hộ cho bản thân, nói rằng ông và luật sư đại diện trước đó không đồng ý với cách thẩm vấn nhân chứng trước tòa Ông Avenatti sau khi nhận đại diện cho bà Daniels đã nổi danh khắp thế giới và cũng có có lúc tính chuyện tranh cử tổng thống, nhưng văn phòng luật sư của ông gặp nhiều khó khăn về vấn đề tài chính dẫn đến các hành vi phạm luật gồm cả việc lấy tiền của thân chủ. Liên quan đến phần tin khác ở tại Việt Nam thì các thưa quý vị đã gần có 200 người chết do đánh nhau trong những ngày Tết vừa qua ở tại Việt Nam. Chỉ tính trong 6 ngày từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 5 Tết Nhâm Dần Việt Nam, thì Việt Nam đã ghi nhận là 2.800 ca nhập viện cấp cứu cho đến nhau, khiến 195 người chết và tương ứng gần 500 ca nhập viện mỗi ngày. Báo Tiểu Trẻ vào hôm 5 tháng 2 cho biết tin này dựa trên bản báo cáo nhanh về tình hình khám chữa bệnh cấp cứu, à, tai nạn và ngộ độc của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế về kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần thưa quý vị, thống kê nêu trên cũng cho hay, hơn 300 người phải vào bệnh viện khám hoặc là cấp cứu do chơi pháo nổ ở những ngày Tết vừa qua. Một trong những vụ đánh nhau ngày Tết năm nay được báo chí tường thuật là xảy ra đêm mùng 1 Tết giữa một cán bộ công an Cộng sản Việt Nam và một ông ở phường cầu Ông Lãnh quận Nhất Sài Gòn. À, báo riêng cũng đã dẫn hồ sơ của công an cáo buộc ông Lưu Phát Hùng 33 tuổi lao vào và hành hung ông Trần Văn Phồn là cán bộ công an phường cầu ông Lãnh do bị nhắc nhở khi tụ tập đánh bài ngày Tết. Ông Hùng sau đó bị khởi tố với cáo buộc chống người thi hành công vụ và bị cấm đi ra khỏi nơi cư trú. Tuy vậy trên trang mạng xã hội cũng xuất hiện những cái hình ảnh và video clip cho thấy ông Phồn cầm điện thoại, cầm những ly bia và thách thức ông Hùng trước khi xảy ra những vụ đánh nhau giữa hai người. Liên quan đến vụ này thì nhà hoạt động Phạm Minh Vũ cho biết trên trang cá nhân rằng ông Phồn đã uống bia và say xỉn, cù nhây không trả tiền tại quán cơm của ông Hùng và ngồi nói năng mất kiểm soát. Do vậy khi mẹ ông Hùng lấy điện thoại quay clip, ông Phồn nó giật điện thoại và chửi bới. Ông Hùng hỏi chuyện thì bị ông Phồn đứng trước. À, đáng lưu ý là chuyện đánh nhau ngày Tết tại các địa phương được các báo ghi nhận là thông lệ hàng năm. Số ca cấp cứu cho đánh nhau dịp Tết năm nay được ghi nhận là thấp hơn so với những năm trước. Theo báo Người Lao Động, thì hồi tháng 2 năm 2021, thì trong 6 ngày nghỉ Tết Tân Sửu, Việt Nam đã có hơn 4.000 ca cấp cứu cho đánh nhau, với gần 50% trong số này phải nhập viện điều trị và theo dõi sức khỏe. Liên quan đến phần tin khác của ở tại Việt Nam, thì dân Việt Nam nô nức đi đền chùa xin con vay tiền ngày đầu năm. Hôm 4 tháng 2, tức là mùng 4 Tết nhâm dần, người dân ở các địa phương đã đổ về các đền chùa để xin lộc, xin con hoặc là vay tiền. Theo um, ghi nhận của báo Dân trí, thì hàng trăm người đổ về chùa Phước Hải quận nhất Sài Gòn thắp nến cầu duyên và cầu tự tại khu vực thắp nhang của chùa này luôn đông đúc các phật tử phục vụ tại chùa cho biết là họ phải liên tục sắp thêm nếm vì nhu cầu thắp nếm tăng cao báo dân trí cũng dẫn lời một phụ nữ cho hay chồng tôi cũng cho rằng sinh con gái năm nhâm dần cũng sẽ khổ nhưng tôi là nghĩ khác nhiều gia đình hiện tại cũng đang hiếm muộn nên chỉ cần có con là vui rồi cũng theo báo VOV thì hàng ngàn người nườm nượp kéo về Bắc Ninh đi lễ chùa bà à, chú kho với mong muốn là vay tiền sinh lộc ngày đầu năm âm lịch. Theo báo này cũng ghi nhận rằng là những người đếm dân lễ tại nơi đây chủ yếu là người buôn bán, kinh doanh, đến cầu xin cho năm mới, họ được gặp nhiều may mắn. Và để đáp ứng nhu cầu dân lễ, ngoài cổng đền, các hàng quán liên tục đã chèo kéo khách với dịch vụ trọn gói như là sắp lễ, đặt lễ và khấn vải. Theo đó, việc sắp một mâm lễ đơn giản có giá là khoảng 150.000 đồng cho mỗi mâm, những mâm lễ cầu kỳ có thể lên đến vài triệu đồng và các quý vị phần tin mà chúng tôi còn nhận được là cảnh tượng người đông đúc đến mức là không thể nhích chân diễn ra tại miếu bà chúa xứ núi sam ở thành phố châu đốc tỉnh an giang theo báo lao động từ sáng ngày mùng 4 các tuyến đường dẫn về bà chúa sứ núi sam đông nghẹt vì các đoạn xe nối đuôi nhau thẳng về châu đốc càng về gần trung tâm du lịch quốc gia núi sam mật độ xe càng dày đặc khiến xe cộ gần như là chỉ nhích từng chút một cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin buổi sáng của jimmy hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp